Hello, dạ em xin mến chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước. Chào mừng quý vị đã đến với kênh YouTube kể chuyện của em Ngọc. Thì lời nói đầu tiên xin cho em được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày thật là nhiều niềm vui. Thì đến với chương trình kể chuyện hôm nay, em xin phép gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện. Câu chuyện này là có thật nha quý vị. Nói về một cái ông Việt Kiều này, ông này ở Mỹ và ông đã đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Quý vị có biết Bạn Muốn Hẹn Hò ở trên TV không ạ? Thì bên Việt Nam có một cái chương trình đó, là ai mà chưa có người yêu, chưa có vợ, chưa có chồng thì đến đó để tìm vợ, tìm chồng. Thì có cái ông Việt Kiều này nè, 51 tuổi đến cái chương trình này và ông ta yêu cầu là muốn tìm một cái người bạn gái, mà cái người bạn gái này phải thỏa mãn cái điều kiện của ổng. Thì á, quý vị biết cái điều kiện của ổng đưa ra là gì không quý vị? Thì cũng có cái cô gái này cũng đến cái chương trình này và mong ước là sẽ tìm được một người chồng. Thì qua cái chương trình này thì cũng có rất là nhiều cặp đôi, là mặc dù là trước đó là coi như độc thân FA đó quý vị, đến chương trình này thì tự nhiên không biết làm sao nó nhờ ông tơ bà mối xe duyên thì hai người cũng nên duyên vợ chồng. Có rất là nhiều người hạnh phúc sau cái cuộc cuộc cái như là cuộc hẹn lần đầu tiên gặp mặt này. Nếu mà hợp nhau tính tình và mọi thứ thì có thể là cho nhau bấm nút một cái là coi như là hẹn hò, đồng ý hẹn hò thì cho nhau một cơ hội đó. Thì khi đó đó là có cái ông Việt Kiều này nè, ổng vô đây mắc cười lắm quý vị. Em á, là hồi đó giờ em ít coi chương trình này lắm, nhưng sau khi em coi cái chương trình này rồi thì em mới giật mình. Quý vị biết tại sao em giật mình không? Tại sao trên đời này nó có một người đàn ông lạ như vậy quý vị? Lạ ở chỗ nào? Thì á, quý vị biết không, lạ ở chỗ á, nhiều người đàn ông á, đến đây người ta đâu có đòi hỏi như ông này đâu. Ông này thì ông đòi hỏi quá lố luôn quý vị. Đến nỗi mà cái người xem chương trình á, cả một cái trường quay ai cũng bức xúc hết. Bức xúc vì cái điều gì? Nói thiệt quý vị á, quý vị mà nghe xong quý vị cũng bứt nút giống như em vậy đó. Bức xúc quá luôn à quý vị ơi. Thì cái câu chuyện nó như thế này. Cái ông này á, ổng nói á, là tôi xin chào quý vị khán giả, tôi đến chương trình này á, là tôi muốn tìm một người phụ nữ, mà cái người phụ nữ này á, phải thỏa mãn được cái điều kiện mà tôi đưa ra thì tôi mới cưới làm vợ. Thì ai cũng ngạc nhiên, nó không biết cái điều kiện mà ổng muốn thỏa mãn là điều kiện gì. Thì ổng mới nói là tôi là đã từng có 2 đời vợ ở bên Mỹ và tôi đã ly dị rồi. Tôi cũng có con riêng nhưng mà con riêng ở với vợ tôi hết trơn rồi. Rồi tài sản của tôi cũng bán ra chia cho vợ hết trơn rồi. Tôi về Việt Nam sống cách đây cũng 10 mấy năm rồi. Ghê chưa, ghê chưa. Thì bây giờ là tôi muốn là sẽ cưới vợ ở Việt Nam và sống ở đây hạnh phúc đó. Thì người ta ai nghe thì cái điều đó là bình thường thôi. Thì bây giờ ổng ly dị vợ, ổng về Việt Nam cưới vợ bình thường. Nhưng cái điều mà khiến người ta bức xúc đó là điều gì? Là cái điều kiện thỏa mãn mà ổng đưa ra đó quý vị. Thì cả trường quay ai cũng háo hức muốn xem là ổng muốn tìm cái cô vợ như thế nào. Thì ở trên cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này có rất nhiều người ta chọn cứ muốn cưới cô vợ hiền, nết na thùy mị, xinh đẹp, nó ngoại hình này nọ kia, nó tùm lum tùm la. Nhưng ông này ông không có muốn những điều đó, mà cái điều ông muốn đó là gì? Đó là tôi ông biết không, là tôi muốn á, anh biết không, là tôi muốn tìm một cái cô vợ này là cổ phải chưa bao giờ hẹn hò bất cứ một ai. Trời đất ơi, trời thần đất lỡ ơi. Thời buổi này mà kiếm cô gái mà chưa bao giờ hẹn hò ai nữa chắc là không biết là có hay không, chứ đối với em này em thấy nó lạ rồi đó. Mà cái cô này á, là không được yêu ai hết, là coi như là lần đầu tiên, là coi như là lấy tôi, coi như là phải còn trong trong sáng nữa quý vị. Không biết là có trong sáng hay không, chắc là cái ông này ông phải tìm em quý vị ơi. Em là em trong sáng dữ lắm luôn quý vị. Nhìn mặt em là thấy chữ D trên đó rồi. Đó thì ổng tìm, thì ổng nói câu đó xong con nhỏ kia là cũng là người đi tìm người yêu, tìm chồng. Thì nghe vậy là cũng như mắt mở to lên, là coi như là hú hồn luôn. Bữa nay là gặp tôi như là kỳ thùng địch thủ quá trời quá đất rồi, gặp ông nội này là coi như hết nói luôn quý vị ơi. Phải phải nói chả như trai tân hay gì đi, đẹp trai tao không nói nữa, tao nói nó già mà để vậy còn hả đòi cưới vợ, phải là cưới vợ còn trong sáng. Còn trong sáng mới chịu, chưa có mối tình nào mới được, chứ còn có mối tình là không được đâu đó. Thì không biết là sau cái chương trình này, không biết là hai người có hẹn hò hay không, mà nghe đồn đâu là không bấm nút quý vị. Thì theo quý vị nghĩ đi, trên đời này có
có người đàn ông nào mà lại tìm một người phụ nữ như vậy không, mà liệu mà còn có cái người phụ nữ nào trên đó có trên đời nào mà chọn ổng hay không, chắc ổng ở giá luôn tới già quý vị ơi. Thì không biết là quý vị nghĩ sao về câu chuyện này, xin quý vị để lại bình luận bên dưới. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã xem clip này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.